Bây giờ chúng ta là tiếp tục dạy câu số 2. Câu số 2 là sắp xếp các chức sau đây theo thứ tự số oxy hóa của carbon tăng dần, của nguyên tố carbon tăng dần. Tức là CH4, CH2, CN2N, CO, CO2, C. Họ cho ra cái đề một cách lộn xộn như vậy. Muốn sắp xếp theo số oxy hóa của carbon tăng dần, ta phải tính số oxy hóa của carbon trong từng hợp chất. Đó, trong từng chất. Đó. Trước hết là số oxy hóa của carbon trong CH4. Mà các em nhớ tính quy tắc tính số oxy hóa rồi. Số oxy hóa của CH4 là 0, cùng phân tử bằng 0. 0 là do đâu? Do số oxy hóa của carbon là 1 carbon là X đó. Cầm với 4 rô. Như vậy, X cầm 4 bằng 0, về X bằng trừ 4. Đó. Carbon trong CH4 có số oxy hóa là trừ 4. Đó. Trong CH2 thì tương tự như vậy. Carbon là X, 2X cầm 2 bằng 0. 2X cầm 2 bằng 0. Như vậy 2X bằng trừ 2. Như vậy X bằng trừ 1. Hay là trừ 1 đó. Đúng không? Đó. Bây giờ CN hoặc N, tức là NX cộng 2N bằng 0. NX cộng 2N bằng 0. Chuyển qua N bằng trừ 2N. Như vậy X bằng mấy? Trừ 2. Đó. Trừ 2. Đó. Giờ. Rồi số oxy hóa của carbon trong CO là bằng 0. CO là bằng 0. Thế mình là X trừ 2, oxy trừ 2 bằng 0, x bằng cộng 2. Cộng 2 đó. Trong CO2, số oxy oxy là trừ 2 đó, CO2 bằng 0. Số oxy toàn bộ phân tử CO2 bằng 0. Mà bằng 0 là do đâu? Là do số oxy của carbon là x. Số oxy của oxy là trừ 2, 2 oxy là trừ 4, x trừ 4 bằng 0. X bằng mấy? Cộng 4. Đó. Và số oxy của nguyên tử carbon ở trạng thái tự do là 0. Đó, nhìn về bây giờ sắp xếp này. Rồi từ trừ 4 tăng lên trừ 2, tăng lên trừ 1, tăng lên 0, tăng lên cộng 2, rồi tăng lên cộng 4. Như vậy cảm thấy ta sắp xếp thế nào? Sắp xếp đó, đó. Từ trừ 4 trong CH4 lên trừ 2 trong CN2N, lên trừ 1 trong CH2, và lên 0 trong carbon, lên cầm 2 trong CO và lên cầm 4 trong CO2. Ta đã sắp xếp được các chất đó theo thứ tự số nguyên oxy hóa của carbon tăng dần, đúng không? Câu 3. Trong các nguyên tố của nhóm carbon, nguyên tố nào là kim loại? Trong các nguyên tố của nhóm carbon, nguyên tố nào là kim loại? Hợp chất của nguyên tố nào có tính bán dẫn? Bán dẫn. Thì trong nhóm đó là thiết và chì là kim loại. Hợp chất của thiết, của chì, của silic, của germanium là có tính bán dẫn. Câu 4. Khi bị kích thích thì cấu hình râm của silic là như thế nào? A 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 là trạng thái bình thường. Kích thích là nào? Là 1s2, 2s2, 2p6, 1s râm ở s nhảy lên chỗ 3p, 3s1, 3p3. Đó, đó trạng thái kích thích. Đó. Như vậy là câu C 1s2, 2s2, 2p6, 3D1, 3S1, 3P2, sai rồi. Đó. D, 1S2, 2S2, 2P6, 3D2, 3S1, 3P1, sai luôn. Như vậy chỉ có câu nào là đúng, câu B là đúng. Đó. Câu 5. Trong số các đơn chất của nhóm carbon silic, nhóm chất nào là kim loại? Nhóm chất nào là kim loại? Đó là nhóm gì? Carbon silic, B thiết và chì. Thiết và chì là kim loại, đúng rồi. Còn silic và germani phải, silic thiết không phải. Vậy chọn câu nào? Thiết và chì, chọn câu B.
khi mua kim cương làm nữ trang, người ta dùng cái núp để quan sát kim cương. Nếu kim cương có vết thì sẽ sụt giá khá thấp. Hãy cho biết đó là cái gì? Ngọc mà có vết là không còn đẹp nữa đâu. Đó. Vết đó là vết gì? Đó là vết, thường là vết thăng trì. Là vì kim cương dạng thuần đó nó không hoàn toàn, lúc đó nó còn lẫn tạp chất. Tạp chất đó là thăng trì, một dạng thuần trước dạng thuần của kim cương. Đó tương tự gì? Tại sao người có thể dùng thăng trì để làm điện cực trong các bình điện phân? Vì thăng trì, vì sao? Vì thăng trì có tính băng dẫn, có tính dẫn điện và trơ đổi môi trường axit và môi trường kiềm. Nó trơ đổi môi trường axit, môi trường kiềm. Điện phân là có môi trường axit, môi trường kiềm, những mô nó trơ nó phản ứng. Nhưng lực nó thăng trì là có tính dẫn điện. Thăng trì là một cái vật liệu để làm những linh kiện điện tử rất có giá trị, ví dụ các cái thanh thang ở trong cái mặt tròn sẵn của TV, radio có cái thanh thang, thanh năng đó là thăng trì đó. Trong các điện tử, trong cục pin cũng có cái thanh thăng trì đó. Câu 8, khi nồi cơm bị cháy khét, ta thường cho vào nồi cơm một cục than gỗ thì mùi khét sẽ giảm, thậm chí biến mất. Hãy giải thích hiện tượng trên. Thật lời đây, do than gỗ có tính hấp phù nên đã phù hết các chất gây mùi khét. Câu chuyện, do những tính chất vật lý và hóa học nào mà ta xem carbon là một a kim, vừa là kim loại vừa là phi kim? A kim, nửa kim loại nửa phi kim. Trả lời, carbon trong thực chì có tính dẫn điện là kim loại. Carbon trong kim cương, than gỗ thì không dẫn điện thì có như phi kim. Than chì có ánh kim, than chì có ánh kim, than gỗ và kim cương không có ánh kim. Có ánh kim thì hơi kim loại, không ánh kim là phi kim. Kim cương cứng nhất thì cứng là như kim loại mới cứng đó. Đó. Than chì thì mềm, thì là phi kim. Đó, vừa phản có tính này, tính vật lý ngoài. Có vừa, đây là tính chất vật lý đã thấy kim loại nữa, phi kim rồi. Carbon vừa có tính khư thì kim loại, vừa có tính ống xóa là phi kim, là hóa tính. Đó. Trong than cương bộ thì không có, không dẫn điện thì phi kim. Than chỉ có ánh kim, than gỗ và kim cương không có ánh kim. Kim cương cứng nhất là kim loại, than chỉ mềm nhất là phi kim. Carbon vừa có tính khử để về hóa tính, vừa có tính khử là kim loại, vừa có tính hóa là phi kim, cho nên carbon thuộc loại là gì? A kim. Bây giờ có người là muốn tách thăng trì ra khỏi quầng bột graphite nghiền mịn, ta dùng phương pháp nào? Sau đây, đây ở trên mỏ thăng trì Tình Giang, người công nhân đào cái mỏ, đào cái thăng trì lên lần tạp còn rất nhiều, lẫn nhiều tạp chất nhưng xuất khẩu chưa được, cho nên phải muốn tuyển được lấy thân kỳ riêng ra thì người nhân phải nghiền mìn cái quặng ra, nó đen, người nhân đen thui, bị bụi đen, bụi than ra, người đen thui đó. Áo quần đen, mặt mày đen thì thấy ăn mặc chỗ che ăn mặc thôi, thấy rất là tội nghiệp. Ta nghiền mìn xong rồi mày đem qua phương pháp gì? Đại người ta gọi là tuyển nội, giống như đại gạo, đại sàng, đại vàng, người ta gọi là phương pháp gì? Tuyển nội đó. Thì phương pháp nhiệt phân cũng phải, phương pháp điện phân cũng phải, phương pháp tuyển nội tức phương pháp đại, chọn pháp C. Nhiệt phân cũng phải, điện phân cũng phải, phương pháp tuyển nội. Một phương pháp khác ta chọn gì? Phương pháp tuyển nội là phương pháp đại chứ gọi gì đâu. Thì bài học hôm nay đến đây là hết. Đó là thầy chúng ta vừa qua, ta đã giới thiệu khái quát về nhóm carbon silic và đã tạo ra một nguyên tố tiêu biểu đại diện cho nhóm là carbon. Nói về vật lý hóa tính, vật lý hóa tính ứng dụng v.v. Thì bài học hôm nay đến đây là hết. Thầy thân ái chào các em.